Mọi người, mình là kỹ sư hãm. Thì hôm nay là sẽ bắt đầu cái tiết mục chia tay năm cũ và chào đón năm mới. Thì cuối năm 2019 thì với một số lượng xe khủng mà Su và Du đã trải nghiệm trên tất cả các loại trường đua, tất cả các loại sân đua, thì bây giờ chúng ta sẽ phải có một cái tổng kết cuối năm để xem thử coi là hai cô cậu đã có những trải nghiệm như thế nào trong suốt hành trình một năm qua. Năm 2019, bây giờ bắt đầu mình sẽ hỏi tới Su. Su ơi, có rất là nhiều bạn hâm mộ Su á, hỏi Su một câu nè. Su bình thường Su có đi học không? Có. Ồ, vậy thì lúc nào Su mới đi đua? Thứ bảy chủ nhật. À, thứ bảy chủ nhật con mới đi đua đúng không? Và ai là người dẫn con đi đua? Yeah. Rồi, khi mà con đi đua á, thì con cảm thấy vui hay là không vui? Vui. Con vui không? Ừ, thì lúc mà con lên xe, lúc mà con bắt đầu con chạy trong trường đua, con thấy một cái đối thủ mà nó chạy trước mặt con á, thì trong đầu con nghĩ gì? Vượt qua nó. Ồ, phải vượt qua đúng không? Thì ở trong cái năm năm nay thì Su đi đua nước ngoài mấy lần? 3 lần. Con đi đua 3 lần. Con nhớ lộ không? Chờ nhớ. À, 2 lần. Thì một lần đầu thì con đã bị gì? Tai nạn. Ừ, bị tai nạn. Lần đó con có bị sợ không? Con không sợ luôn. Sau lần đó con không sợ. Rồi vậy thì lần thứ hai quay lại con đã thấy tự tin hơn chưa? Nhưng mà lần đó, lần thứ hai thì cái kết quả tuy là không cao, tuy là chỉ là xếp hạng 6 thôi, nhưng mà ở độ tuổi của Su là coi như là Su đã là số 1 rồi. Tại vì ở trong cái giải đua đó không có ai 7 tuổi ngoài Su. Rồi thì sắp tới là vào tháng 3 tới sẽ đi Thái Lan tiếp. Su có sợ không? Su lần này qua đó quyết tâm phải giành cúp không? Su năm sau sẽ là lên lớp mấy? 3. Năm nay con học lớp mấy? Lớp 2. Vì sao con bị súng cái răng? Ăn kẹo nhiều. À, ăn kẹo nhiều hả? Rồi thì ở trong đây là nguyên cái dàn xe. Thì con nói cho cha biết đi, chiếc nào mà con không chạy được? Chiếc này. Chiếc này không chạy được là vì sao? À, bô nó chán không chạy được, có nghĩa là con không biết chạy kìa. Còn bô nó chán nó thuộc sở trường khác. Thì cái chiếc này con đã từng chạy chưa? Rồi, vậy thì cha mới hỏi con là trong nguyên cái dàn xe này á, thì chiếc xe nào mà con không biết chạy, con không biết cách chạy á? Không có chiếc nào hết. Không có chiếc nào hết. Vậy là trong nguyên cái dàn xe này thì toàn bộ xe này là con đều biết chạy, kể cả xe đạp. Rồi, chiếc xe Ford trước mặt này con biết chạy không? Chiếc xe Ford này mà con cũng biết chạy luôn. Chắc không? Ok. Nhớ nha, hồi tôi cho vô thử trường đua chạy chiếc xe Ford. Rồi thêm một câu hỏi nữa là trong cái dàn xe này thì con thích nhất chiếc nào? Thích nhất thôi, một chiếc thôi. Chỉ chọn một chiếc mà con thích nhất, con muốn chạy nhất. Chiếc UB. Vậy trả lời cho cha biết đi, vì sao con lại thích nó nhất? Ê, chiếc UB bô mạnh nhất. À, là con thích chiếc xe nào mà nó bô càng bự con càng thích. Bô nhỏ thì con kêu là nó chán. Chà, sao con có sở thích gì lạ dữ rồi sao? Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ quay qua phỏng vấn em Du. Đây, em Du. Du là một tay đua siêu trẻ, phải nói là trẻ nhất Việt Nam bây giờ. Tôi chỉ mới 5 tuổi nhưng mà bây giờ Du đã chạy được xe nào rồi? Chỉ đi Du. Con đã chạy được xe nào? Busi. Chiếc nào? Ồ, chiếc Busi. Chiếc Busi này cha mới mua hồi nào? Mới mua hôm bữa. Con chạy được nhiều chưa? Xe này tuy con chỉ mới chạy được có 5 buổi thôi, nhưng mà con đã biết chạy, con ôm cua các kiểu rồi ha. Quá giỏi, mặc dù hiện giờ là con vẫn đang chạy hệ số tự động. Rồi vô cho hỏi nữa, ngoài chiếc Busi này ra con còn biết chạy xe nào nữa? Ra chỉ đi. Chiếc nào nữa, xe đạp hay xe gì? Chỉ đi, đi ra chỉ. Xe đạp điện không chứ chạy luôn ha. Con biết bốc đầu không? Trời ơi, vô bốc đầu dữ lắm á, vô bốc đầu xa 4-5 mét luôn á. Nhớ hồi hãy thể hiện cho cha coi bốc đầu 4-5 mét nha. Rồi vô. Con với anh hai ai đua giỏi hơn? Nói đi. Con với anh hai ai đua giỏi hơn? Du đua giỏi hơn. Đúng rồi, Du đua giỏi hơn. Thì Du trẻ tuổi hơn mà Du chạy máu quá trời. Nhưng mà ở độ tuổi của anh hai thì anh hai sẽ giỏi hơn, đúng không? Rồi mai mốt mà khi mà anh hai, con bắt đầu lớn bằng anh hai, con sẽ chạy giỏi như anh hai, cũng chạy hết được mấy chiếc đó như anh hai. Su bình thường có đi học không?
Sư đi học lớp nào? Dạ. Con đi học lớp nào? Học lớp này. Ồ, lớp mầm non hả? Vậy năm sau con học lớp mấy? Lớp 1. Ồ, năm sau là lớp 1. Con muốn học trường của ai? Hả? Con muốn đi học trường của ai? Trường của anh hai. Ồ, lớp 1 là muốn đi học trường của anh hai. Vậy hai anh em sẽ đi học chung trường hả? Rồi cha sẽ sắm cho hai đứa mỗi chiếc, đứa chiếc xe đua đi học hả? Có chịu không? Rồi. Thì trong quá trình tập luyện, Su du hay té. Nhưng mà du té du có khóc nhẹ không? Đúng mà đây là một cái điểm rất là hay của Du. Du té nhưng mà Du không khóc nhè. Du rất là mạnh mẽ, rất là bản lĩnh. Rồi Du ra đây Du chỉ chiếc cào cào của con coi. Cha đố con biết trong một đống chiếc cào cào này thì chiếc nào là của con? Đống chiếc luôn. Rồi, chiếc nhỏ nhất, dễ cân nhất là của con. Thì con biết nó tên gì không? Con biết nó tên gì không? Con biết. Con nói đi. KTM. Rồi bây giờ trong một cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị đi Thái Lan thế thì cha có cho con đi học Anh Văn. Thì bây giờ sẽ là một số câu hỏi trắc nghiệm về Anh Văn. Rồi, ai nói cho tôi biết bác sĩ tiếng Anh là gì? Doctor. Ồ, rồi tới lượt vô nha. Rồi, người xây nhà tiếng Anh là gì? Builder. Giỏi. Đó, đó là đi học tiếng Anh trau dồi ngôn ngữ để chuẩn bị đi đua xe thêm. Rồi hồi xưa hồi nhỏ thì Du chạy chiếc xe nào đâu, chỉ cho coi. Chiếc nào, chiếc xe nhỏ nào. Chiếc nào. Rồi vậy con nói đi, chiếc đó tên gì? Dạ. Chiếc đó tên gì? Nhớ không, suy nghĩ. Ồ, Polini, giỏi lắm. Xe đó xe ai chạy? Xe Du chạy. Quá giỏi, sao bữa nay Du ngoan vô. Du hết nhõng nhẽo, Du hết cà khịa rồi. Du thường mỗi lần mà Du vô sân đua á, anh hai mà chạy trước Du, Du cảm thấy làm sao? Gì? Mỗi lần mà đi vô sân đua á, con thấy anh hai chạy trước con thấy làm sao? Hả? Con thấy làm sao? Thấy anh hai mỗi lần mà cứ chạy trước con, khiêu khích con, còn con thấy làm sao? Tức giận. À, tức giận là con muốn sao? À, vậy con nổng con chó là con dựa anh hai luôn. Còn anh hai sao? Mỗi lần thấy em Du chạy trước thì sao? Dựa em vô luôn. Anh mà em. Rồi bây giờ con giới thiệu thử chiếc nào. Con chỉ tên thử coi con có biết chiếc nào không? Còn không bây giờ bắt đầu là để tới phần cha giới thiệu nè. Rồi. Thì bây giờ đầu tiên là bắt đầu mình sẽ đi từ dàn ngoài vào. Nhiều người sẽ hỏi sao ở trong này một nửa là xe cào cào và một nửa là xe chạy sân đường nhựa. Thì bây giờ mình mới nói một cái, đó chính là cái điều kiện kiên quyết để mà đào tạo tay đua đó. Có nghĩa là phải giỏi cả trong trường đua lẫn trên đường phố mà trong đường sình luôn. Tại vì cái kỹ năng mà chạy trong đường sình rất là quan trọng. Thì bất kỳ một đứa trẻ nào á, khi mà mình chơi bắt đầu từ nhỏ mình sẽ nhập môn. Nhập môn đầu tiên sẽ bắt đầu từ những chiếc xe đạp đẩy đây. Hai chiếc xe đạp đẩy này là mình mua một chiếc là của Mỹ á. Lúc đó là mua khoảng 5 triệu và bây giờ nó te tua chắc không được mấy xị luôn á. Rồi chiếc này thì mình mua sao chỉ khoảng 1 triệu thôi. Thì hai chiếc xe này là hai chiếc xe cơ bản đầu tiên để dành cho lứa tuổi từ 1 tuổi rưỡi cho tới 3 tuổi. Ở lứa tuổi đó thì những đứa trẻ nó sẽ sử dụng những chiếc xe này để nó có được cái thăng bằng. Nó sẽ đẩy trên xe đó và lấy được thăng bằng. Thì sau khi bắt đầu lớn hơn, bắt đầu từ độ tuổi 3 tuổi trở lên, từ 3 tới 4 tuổi thì chúng ta nên phải có một chiếc xe đạp điện như thế này. Thì một chiếc xe đạp điện như thế này khi mà mua đồ bên Mỹ thì nó tầm khoảng 20 triệu, nhưng mà nếu mà chúng ta mua bên đồ của Trung Quốc á thì nó chỉ khoảng tầm 8 triệu mấy thôi là sẽ có một cái xe để cho con mình chơi. Thì dĩ nhiên cái chất lượng nó khác biệt ở cái made in ở đâu, mà một cái made in USA, một cái made in China thì nó khác nhau rồi. Thì bắt đầu khi mà độ tuổi chúng ta đã lớn hơn tí nữa thì bắt đầu chúng ta sẽ chơi bắt đầu cào cào. Cào cào là cái xe mà nhất định là phải chơi. Thường á, có khi là người ta 4 tuổi là bắt đầu chơi cào cào. Thì cái con này, cái đặc biệt của nó đó chính là cái con của KTM 50. Nó có cái đặc điểm dữ nhất của nó đó chính là xe nó xài số tự động. Nó là xe ga, nghĩa là 2-3 nổ máy là lên là chỉ có dặn ga là chạy thôi. Đây chính là xe số. Đó, thì đây là con mà để mà tập luyện đi vô rừng nhỏ nhất của giới trẻ của Ý, của KTM. Rồi kế đó khi mà chúng ta đã chạy được cào cào thăng bằng, chúng ta có thể bắt đầu lên một chiếc xe phân khúc cao hơn. Nó chạy nhanh hơn chiếc này rất là nhiều. Chiếc đó tuy là chỉ có 40 phân khối thôi nhưng mà tốc độ nó đạt tới 80 cây số một giờ, là nó chiếc Polini 911. Mà hồi đó mình đã sắm về hai chiếc để cho Su và Du. Thì vì ở đây vì sao chỉ có một chiếc thôi, vì một chiếc nữa tôi đã bỏ bên Thái Lan để mà lần sau Du qua kia có thể đi đua được. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu chơi xong chiếc 50 này
thì chúng ta sẽ bắt đầu lên một cái hạng cân mới, đó là xe có số. Đây xe là con có cào số cào 65 và nó có 6 số luôn. Nó có 6 số luôn nhá, như xe thường. Và trang bị của nó rất là khủng khiếp. Khi mà 65 xong rồi chúng ta sẽ lên hạng tiếp, đó là hạng 80 85. Đó, đó là hạng 80 85. Đây. Coi lại cái xe đó kích nó đang không vận á. Thì sau khi mình 80 85 rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lên cái dòng 80 85, nhưng mà chúng ta sẽ lên bánh lớn hơn. 80 85 mà đi bánh lớn bánh 17. 17 trước 14 xa. Ấy da, trời, xin lỗi. Còn còn cái xe này thì chỉ là cái xe để mình đi theo hỗ trợ mấy nhóc trong rừng thôi. Nói chung là cái dòng này nó là dòng mới tập chơi. Xe 4 thì. Còn thường là xe chuyên nghiệp sẽ là xe 2 thì để cho nó nhẹ. Thì cũng như các bạn đã biết thì sau cái quá trình đó thì bắt đầu mình đã cho Su lên xe lớn hơn tí xíu, là MSX, để cho nó quen với lại cái xác nặng hơn. Sau khi MSX xong bắt đầu lên con NSR. Rồi tiếp tục là Sachia. Rồi UB 150. Cuối cùng là con Busi. Thì con Busi nó là một cái dòng mà chuyên nghiệp nhất, để mà cho một cái đào tạo cho người ta đúng tư thế nhất, chứ không phải là cứ xe càng bự càng tốt. Thì cuối cùng mình đã mua một chiếc Busi nữa để bổ sung thêm vào trong cái dàn danh sách đồ này. Nhiều người hỏi vì sao cứ mua những chiếc UB 150 Sachia cho Su chạy. Tại vì mình muốn cho Su có một cái khái niệm chạy, có nghĩa là toàn bộ mọi loại xe từ lớn xuống nhỏ, từ cao xuống thấp, Su đều bắt buộc phải thuần thục. Thì hiện giờ là coi như là Su xe gì cũng chạy được, không nhất thiết là phải đúng xe. À, Su con nói đi, con cảm thấy con chạy giỏi nhất là xe nào? Con không biết xe nào hả? Hôm bữa giờ con đang tập chiếc nào? Ừ, rồi con Busi đó, hôm bữa giờ con bo cua là con sắp cả chỏ chưa? Ừ, đúng rồi, để họ cho vô cho hàng lại. Chứ bây giờ xe con nó nổ bánh rồi, đâu Du quay cái xe con ha. À, Du là có cái trò đẩy tới xích tới nữa phải không bạn? Thấy phía trên thì cái bánh vỏ rất là ngon, phía dưới thì bánh nó nổ luôn rồi. Du thì hay có cái trò gọi là rip bánh, rip đang bánh, chạy rip bánh, rip nhiều quá nổ luôn cái vỏ, nát bấy. Giờ cha sẽ sửa lại. Rồi đây là chiếc xe mà chúng ta vẫn hay sử dụng để chở xe đua. Chiếc xe để chở xe đua. Rồi. Rồi Su với Du bước lại đây coi. Rồi trong năm 2020 này, hai đứa có quyết tâm là sẽ giành những cái cúp về cho Việt Nam không? Đó. Giành mấy cái? Dăm gái nhớ nha. Rồi giơ tay lên, quyết tâm cố lên coi. Bắt đầu. Rồi ok, chào mọi người đi con. Con chào coi chú. Chào.